Công ty giải trí Duy Khánh chưa muốn dịch cũng không thích lòng tiếng. Trân trọng giới thiệu phần 2 của bộ phim hài xàm xí nhất mùa Tết Con Trâu 2021 mang tên Xóm Sân Si. Với sự tham gia của các diễn viên chính cùng lối diễn vô tri gần gũi, nam nữ diễn viên Duy Khánh trong vai Kimochi, nữ nam diễn viên Khả Như trong vai Musaku, ca sĩ diễn viên Rin Tuấn Kiệt trong vai Tuấn, diễn viên Miss Thi trong vai Trúc, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Ủa nói nghe nè mọi người ơi, tôi cảm giác là tự nhiên gần Tết cái thấy mọi người rất là bận rộn luôn. Mà lại gì mà dán giữa trán vậy? Dán tét lại nè. Mà sao mà dán ở trên trán vậy? Trời, giờ để đâu, để nó bay xuống rồi nó dính bụi nữa, dơ nó dán rồi xong để xuống. Có nghe tôi hỏi không? Hỏi cái gì? Không hiểu mấy ngày cận kề Tết sao cảm giác ai cũng kiểu tất bật á, kiểu trộn rộn sao á. Bận chứ cô, tại vì Tết mình phải chuẩn bị nhiều thứ cho cái năm mới mà. Không phải đâu con, tại bà không có nhà nên bà không biết dọn nhà là gì. Tết ai cũng phải dọn nhà bà nội. Mà thấy kiểu tại sao mình phải làm những cái chuyện đó hiểu không? Tại vì hồi trước giờ tôi không có biết được là Tết mình phải làm cái gì, mình phải mua cái gì. Tự nhiên thấy tự nhiên gần Tết cái thấy mọi người ai cũng cười. Hiểu rồi. Là tại vì hồi đó giờ á, ngày nào mà cũng dọn dẹp nên bà không hiểu được cái cảm giác mà tất bật ngày Tết là gì đúng không? Đúng rồi đó, kiểu. Với lại kiểu mình không có nhà đó nên thấy người ta sắm đồ cho nhà mình cái mình. Đừng nói vậy, nói vậy là tổn thương á, xúc phạm á. Bà nói gì gần Tết tới nơi rồi, nó có gì để còn gọi là trang hòa tình làng nghĩa xóm. Rồi nói lại nè, bà toàn là ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên bà không hiểu cái cảm giác. Không, câu này nặng hơn câu trước. Câu này nặng hơn rất nhiều luôn á. Chứ sao? Mày nói chung là tôi không có biết Tết là gì hiểu không? Bây giờ cảm giác Tết nó mới mẻ, mình bị bỡ ngỡ. Trời, cô làm gì căng thẳng vậy? Tết là mấy ngày vui mà, với trẻ em tụi con là nha, mấy ngày Tết sẽ được lì xì á. Hai cô chuẩn bị tiền lì xì cho con chưa? Tốt. Thật ra thì con là cái tuổi mà đủ lông, đủ cánh rồi. Bay đi con. Mở cửa bay ra khỏi nhà đi con. Lông con mọc càng ngày càng nhiều cô đi. Mà sao cô thấy được lông con mọc càng ngày càng nhiều hay vậy? Nè lông nè, lông râu á. Lông râu. Ôi vậy với con hỏi nè, vậy mỗi năm cô ăn Tết sao? Mấy năm ngoái gì trời, nhà con nghèo. Nhà con nghèo lúc đó là cảm giác như không có Tết. Nên là mấy năm trước nhà tôi nghèo, tôi không có biết là mình cần phải làm gì. Nó nghèo mà không biết điều. Không, cái câu này nặng hơn câu hồi nãy á. Trời ơi mệt quá. Thôi đừng có buồn nữa. Buồn ra. Bà làm gì vậy? Cháu tôi. Nó là người đã chủ động, tôi chỉ là người bị động thôi. Bà cứ nhúi nhúi cái đầu vô trong cánh người ta. Nó chủ động kêu tôi vào, rút vào trong nách nó. Thôi đi. Thôi bỏ qua đi. Vậy còn hỏi cô Chi nè. Vậy tới hôm nay cô có dự định gì không? Cô có. Cô dự định sẽ có con với con. Bà nói điên nói khùng gì? Không, cái đoạn này là tôi chuẩn bị là lấy cảm xúc vui mừng luôn á. Sao cái đứa cháu nào của tôi bà cũng phá hết trơn vậy? Không, thật sự cái đó là cái dự định của tôi trong tương lai thiệt. Không có mà. Chuẩn bị làm thiên chức rồi. Bà biết bao nhiêu tuổi không? Cái đoạn đó buồn lắm. Thì thôi bỏ qua cái chuyện cá nhân của tôi với anh Tuấn đi. Giờ tôi hỏi thăm nè, biết sao ông bà chủ đưa quá cho tiền luôn để chuẩn bị mua đồ cho Tết này nọ nè, mà tôi biết mua gì hết. Ê chỉ dạy tôi đi, phổ cập thêm. Thì đi mua mấy cái đồ giống tôi nè. Chỉ đi con. Tết hả con? Ừ. Theo con thấy thì mình thấy gì đẹp mình mua thôi. Con này cứ khéo nịnh cô Chi. Con đang đề cao tính thẩm mỹ của cô Chi đúng không? Đúng rồi, nhìn hai trái bóng của bà là biết cái gu thẩm mỹ của bà rồi. Bà nói vậy là phạm thượng. Phạm thượng gì? Này là bắp đi tóc. Cái gì nữa? Gì? Đi tóc. Không ai lấy bắp mà đi tóc hết trơn á bà. Nông cạn. Nhưng mà giờ sao mua đâu? Giờ vậy nè, con thấy đầu ngõ của cái shop á bán đồ ok lắm, cô nào coi thử coi. Là đầu ngõ? Đúng rồi. Ủa vậy là cái đó là cái shop luôn hả? Cái shop. Ồ, con nhỏ là tên shop má. Con shop mới mở. Nhưng mà cái đó là cái tiệm. Ừ. Nhưng mà con nó tên shop. Ừ. Thôi tranh thủ đi, chỗ chứ không bị chửi mệt lắm. Ê đi. Đi đâu? Đi về đi. Chứ mấy người ở lại ăn cắp đồ mấy ngày Tết là ông bà chủ chổi khiển trách tôi. Về. Đi chung luôn. Má này Tết đừng để tôi gặp nha. Không. Đánh là khỏi ăn Tết luôn đó má. Về đi, lát nữa tôi về quay lại. Cho yên tâm má, Tết nhất tới nơi rồi, thôi về đi. Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mây chốc hết năm. Mọi người ai cũng rất vui chờ đón mừng Tết xa. Từ già trẻ lớn bé, rất ưa mong quay về. Wow. Nghe nè. Gái. Dạ. Có định làm nghề không? Không.
không làm mấy cái nghề đó. Không, ý là gái là con á, là ý là có định buôn bán không á? Bán mấy cái này con bán. Cô rượu nãy giờ mà cô không thấy con kêu lại, cô kiểu hồ hởi á. Thì cô mua gì cô lựa đi, có tên hết nè. Phải, tại vì cô cần tư vấn đâu tên đâu. Nó nghe nè, mày có điên không? Cái này chữ nước ngoài sao tao biết, phải cần tư vấn chứ. Bởi hồ đồ. À Tết, này là mình bán đồ Tết hả con? Chứ đồ gì? Tại đây có bán đồ Tết. Ê, ở đây mình có bán mấy cái mặt hàng gì kiểu mà cho Tết con có tư vấn cho cô kiểu giá cả làm sao để cô biết cô mua á. Thì nhà con bán nhiều loại Tết lắm. Ừ. Cô đọc đi, cô thích cái nào con tư vấn cho. Nhiều combo nha. À, tính theo combo là kiểu phần dạ, đúng dạ, không? Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà giá cả làm sao? Cái combo đi là nhiêu tiền? 50. 50. Còn phần này. Cái đó à? Ừ. 50. 50. Ủa là hai phần bằng nhau. À, còn cái phần cuối thì sao? 50 ạ. Chưa có đến cái đoạn khác á, chưa có đến cái đoạn khác biệt về giá cả. À không, giá trong tuần với giá cuối tuần khác nhau nữa. À, mình có chia ra giá trong tuần với giá cuối tuần. Kỹ chứ. Giá trong tuần với giá cuối tuần nó chênh lệch nhiều không? Chênh lệch lắm. Ồ, vậy thì giá trong tuần đi, ví dụ cái phần này đi, cái combo đây là giá trong tuần là bao nhiêu? Combo này trong tuần 50. 50. Ủa vậy còn cuối tuần thì sao? Cuối tuần thì cũng 50. Còn cái này thì sao, ví dụ cuối tuần với đầu tuần nó có khác nhiều không con? Cuối tuần 50, đầu tuần 50. Thí dụ nó đau con đang. Không, cô chỉ muốn chia sẻ thôi. Thí dụ mà vài ngày nữa mà không có tới Tết á, cô giết con rồi cô ở tù cũng được. Cô gan. Không, cô hơi cọc á, tính cô hơi cọc. Mặc dù là cô là phụ nữ nhưng mà tính cô hơi đàn ông á. Thì con xin lỗi cô đi, bây giờ cô hỏi lại đi. Tại vì nhà con bán hàng trên hàng dưới khác nhau nữa. Trời ơi, cái gì mà nó tùm lum vậy trời, đã chia combo rồi. Chia cái gì đầu tuần cuối tuần rồi, bây giờ hàng trên hàng dưới nữa đúng không? Thì mẹ cũng dặn vậy. Rồi ví dụ như giờ hàng trên này nhiêu tiền? Hàng trên trong tuần 50. Cái đầu này nhọn không? Nhọn, móc cái khóe đã. Cô ghim vô lá lách con được không? Con nói gì mà nghe búa cái lá lách con bây giờ? Chứ bây giờ nãy giờ mày nói cái gì tao không có hiểu được luôn á. Cái gì vậy trời? Cái gì mà chia ra tùm lum tùm la rồi bây giờ không biết cái nào là cái nào hết. Cái nào cũng 50 hết, gì chiên gì vậy má? Không phải, tại mẹ con dặn vậy. Đừng có tỏ ra nghe lời ba mẹ nữa. Cái mặt mày lì lắm á. Rồi bây giờ sao tao cần biết tao mua cái gì đây nè? Nãy giờ tao rối quá luôn thiệt á. Thì bây giờ cô rối quá thì cô mua hàng xịn đi. Hàng xịn hả? Anh nhỏ nghe. Gì? Nhà con thực ra có hàng thường với hàng xịn thôi. Trời, từ đầu không nói luôn. Thì giờ nói dẫn đi một đoạn rất xa luôn má. Là bây giờ chỉ có hàng thường với hàng xịn đúng không? Thôi bây giờ. Ê, xịn nhiêu? Hàng xịn. Ừ. Chắc mua hàng xịn chưa? Hàng thường đi. Có chắc chưa? Hàng thường 50. Vậy còn hàng xịn? Hàng xịn 50. Lửa. Cho con một cái chân nha. Chi? Cô bẻ cái mắt cá con ra. Đau. Con biết đau không? Đau. Con biết đau mà con có thể đối xử với một người phụ nữ lớn tuổi và xinh đẹp đến như vậy hả? Rất mất thời gian từ nãy giờ. Chỉ với giá 50 ngàn thôi mà mày chia tùm lum tà lá hết. Bây giờ mua combo cũng được, con mua lẻ nha. Con có bán lẻ. Lấy này đi, này nhiều, trái dưa hấu. Trái dưa hấu? Mày báo 50 tao bẻ răng khô mày liền nha. Không, con không có báo 50. Phải vậy chứ, bao nhiêu con? Về nhà check inbox đi. Cái gì? Check inbox. Mày điên không? Tự nhiên giờ tao đang đứng đây tao mua mày không báo giá luôn, mày kêu tao về nhà check inbox. Không có được, nhà con bán vậy, giờ cô quay lưng đi. Bước về nhà, mở điện thoại ra, tin tin, báo giá xong, hợp lý quay lại đây con bán. Con bị rảnh hả? Không, ở nhà mẹ dặn vậy, cô ngộ. Ủa chứ sao không báo giá luôn ở đây? Biết bao nhiêu người con báo giá cho cô, ta cạnh tranh với con, nhà cũng bán được á. Gia đình con bị ảo tưởng quá nhiều rồi. Có chơi đồ không? Chơi đồ quá liều không? Đồ gì? Con nói đồ gì? Đồ hàng á, ý là kiểu hồi nhỏ mình chơi đồ hàng nhiều quá cái mình tưởng tượng ra được mình làm cha làm mẹ của người ta. Mày có điên không? Mình nhìn xung quanh coi không có ai bán buôn giống mày ở đây hết đó nên tao mới ghé quán mày nè. Ta không còn một sự lựa chọn nào khác á, mày hiểu không? Cô tới mua đồ mà cô khó khăn quá. 20 phút rồi chưa mua được cái gì trong giỏ hết nè. Trời, cô bình tĩnh đi, thì phút 21 con bán cho cô. Cô biết tại sao nhà con phong cách bán đồ vậy không? Ai tới chỗ nhà con mua cũng gặp may mắn. Thiệt không? Tất nhiên rồi. May mắn hả? May. Thiệt không? May mắn cỡ nào? Trời,
Câu chuyện may mắn cô chưa nghe, con kể cô nghe ngay ngắn, ngồi ngay ngắn. Bà Bảy Đầu Xóm, biết bà Bảy Đầu Xóm không? Bảy Trọc đúng không? Không, mới nói tóc hôm qua. Trời, rất giàu, vừa giàu còn được cái nết sợ ăn trộm. Đúng rồi. Rồi, bà sợ ăn trộm chứ lắm. Rất là sợ. Nhà giàu mà. Bữa Tết ghé nhà con mua con bồ nè. Cái bồ này hả? Cái này đúng. Vừa đi mua về, tối tới ăn trộm vô nhà liền. Trời, tuyệt vời. Cô muốn rút tủy của con, thật sự. Cô chỉ muốn rút tủy con ra thôi. Nãy giờ không có đến cái đoạn nào mà may mắn luôn á má. Không phải. Nhớ cái nó sợ ăn trộm không? Ừ. Ăn trộm vô, trộm hết, còn gì sợ. Quá ra là như vậy á hả? Vậy mong muốn năm mới của cô là gì? Mong muốn trong năm mới của cô là cô sẽ xinh đẹp rạng ngời á. Trời, nhà con ba đời chuyên chị xinh đẹp. Ôi, ba đời luôn hả con? Ba đời. Ủa mà xinh đẹp mà mình phải trị hả? Dạ đúng rồi, phải trị chứ. Ê, chỉ cô đi. Mua hàng đi anh chị. Chắc chắn yên tâm hồi mua hết cái chỗ này luôn. Hướng dẫn bí quyết làm đẹp tại nhà gồm có 3 bước. Bước thứ nhất, có cái nhà. Có bước thứ hai không chứ, tại vì không có nhà. Không có nhà. Không, con chỉ có bước hai. Con hứa. Tao ở đợ nha mày. Nhà cửa đâu ra. Tao có nhà cửa, tao không làm ở đợ mày. Chỉ có bước hai nha. Dạ, mình còn bước hai ạ. Bước thứ hai, phải xinh đẹp. Nói bước cuối nhanh đi, cô đi về nè. Nhanh lên, nói bước cuối đi. Cho cô một cái tia hy vọng cuối cùng đi, cái bước cuối đó. Mình còn bước cuối nữa nha cô. Quá tam ba bận. Bước thứ ba, đừng xấu nữa. Cảm ơn cái sự may mắn của con dành cho cô nha. Cô biết ơn nhiều quá. Thôi bây giờ cô mua hàng nhanh, cô đi về nè. Nhanh. Không, tại cô sợ lát cô ở tù á. Dạ mua ạ. Dạ con mời cô. Ủa Tết đây mình có bán dao không? Cô order đi tuần sau về ạ. Không, mua liền. Gấp vậy luôn. Mua hai cây đâm vô hai cái bẹ sườn của con. Không nữa, cái lá lách nó chưa lành luôn á. Rồi bây giờ mua nè. Dạ mời. Mắc cái gì mà Tết tới nơi đi mua đồ trung thu vậy trời. Xin phép từ chối hiểu nha. M-U-A-X-U-A-N M-U-A-X-U-A-N. Mua xương M-U-A-X-U-A-N. Ôi cô Chi. Ủa, trời đất ơi Tuấn, con ngủ hả? Con mới đi trực về. Trời đất ơi, gần Tết cái công việc bận rộn dữ lắm hả? Dạ, chở nhiều việc lắm cô. Phải đi tuần tra, lum la đó. Ủa, là bây giờ con là trên phường nhưng mà con chuyển qua cái bên đội tuần tra luôn hả? Dạ, đội tuần tra. Mà con hỏi nè. Gì? Sao mà nguyên đêm qua con không ngủ, nhà con sáng đèn dữ vậy? Trời ơi, nói nào ngay, đi chuẩn bị nè, đi trang hoàng nhà cửa nè. Tao nói mua về cái tự nhiên nãy giờ con nhìn có thấy vui trong lòng. Tết tới nơi tự nhiên lần đầu tiên mình được trải nghiệm, mình được trực tiếp tận tay đi mua những cái thứ hay ho này nè con nè. Thích rồi cô ha. Ủa, nó là gì vậy cô? Cái này hả? Cái này ở trong miền Nam mình gọi là nụ tầm xuân. Còn miền Bắc người ta gọi là nụ tầm gai á. Nụ tầm xuân á hả? Ừ, nụ tầm xuân. Mà khoan xí xí con hỏi nha. Gì? Thấy này giống trái châu mà. Châu gì? Trái châu trên chiếc cây thông mà. Không có đâu trời ơi, cái này là nụ tầm xuân. Đây nè con nhìn đi, con mua đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi đó. Hay chưa? Ủa? Cây mai nè. Cây mai? Mai vàng khoe sắc thắm. Ủa có lộn không? Cái này sao cây mai được? Cây mai phải có bông vàng này kia chứ. Cô hiểu, đó là tâm lý chung. Thật ra là lúc đầu cô cũng bị hoảng hốt á. Nhưng mà muốn bông mai vàng đúng không? Cái này là cây mai, ngày mai nó mới nở. Cái gì kỳ cục vậy? Con nhìn kỹ đi. Cái này là những cái nụ tầm gai mini. Mini. Nụ tầm gai mini. Đó. Còn cái này là nở ra. Nở ra là vậy nè. Nở ra là vậy. Ừ, đó. Nói chung là cô chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà khoan nha, con thấy sai lắm á. Cái này là cây thông mà cô. Không, cái này cây mai á. Này là không, cô tin là cây mai. Cô tin nó là cây mai thì con cũng phải tin, tại vì con tin cô mà. Đúng không? Trời đất ơi. Cô, con thấy sai sao á? Cô có bị lừa không? Cái này là cây thông trang trí Noel mà. Nếu mà có lừa là cô lừa tình cảm của con thôi, chứ mấy cái này là cô đi ra con bé nó dễ thương lắm, nó góp ý, nó gợi ý rồi nó cho mình biết giá cả sao là mình mua á. Cô mua 5 triệu á. Con qua chỗ shop á hả? Con shop đó bán á, con shop á, 5 triệu. 10 món, mỗi món 50. Cô
Vậy chắc cô bị lừa nặng rồi đó. Mấy cây thông này ở ngoài bán rẻ lắm, làm gì tới 5 triệu. Cô nhắc lại, đây là cây mai. Nè con nhìn đi, cô có mua nè, đèn ông sao. Khoan. Đây, gì? Xí xí hả cô? Gì? Này đèn ông sao. Ờ. Con này lồng đèn đúng không cô? Đúng rồi, lồng đèn. Mấy cái này là trang trí Tết Trung Thu mà. Con mới nói gì? Tết Trung Thu đúng chưa? Dạ. Là Tết đó con. Là Tết á. Tết Trung Thu cũng là Tết thôi hiểu không? Nhưng mà Tết Trung Thu đâu có liên quan gì tới Tết truyền thống của mình đâu con. Ôi con nói vậy là con không biết rồi. Trung Thu là một trong những cái Tết truyền thống của Việt Nam mình á. Nhưng mà cái Tết sắp tới là Tết Nguyên Đán. Ờ, thôi kệ cô. Miễn sao nó là Tết là được rồi con. Cô bị lừa nặng rồi đó. Giờ con sẽ giúp cô phân tích lại nè. Cái này nè, lồng đèn ông sao. Lồng đèn này là cho Tết Trung Thu. Còn cái cây này là cây thông để cho lễ Noel. Noel là cái gì? Noel là lễ. Là lễ Tết ở bên nước ngoài, bên phương Tây. Cô tính vô luôn hả? Cô là người hội nhập. Cô hội nhập mà quan hệ quốc tế á. Đó, là cái này cũng là Tết luôn. Cô cũng tính nó là Tết luôn á. Nói chung tất cả mọi thứ đều Tết hết đó. Cô á, con thấy cô bị người ta lừa nặng rồi đó. Cô cũng trưng mấy cái này ra trong Tết của mình nha, ta cười cô. Nó nói gì? Ta cười cô, ta cười vô mặt cô đó. Thôi đúng rồi con. Tết mà người ta nhìn mình mà người ta cười là vui vậy. Tết là phải vui đúng không? Là phải cười đúng rồi. Thôi đúng rồi con ơi. Nhưng mà không, cứ coi như cô sai đi. Nhưng mà cái sai của cô nó mang niềm vui lại cho mọi người hiểu không? Người ta gặp người ta cười cô là cô vui à, hiểu không? Người vui tôi cũng vui, người buồn cảnh khó vui đâu bao giờ. Có nghe câu đó chưa? Nó nghe nè. Nếu mà ông bà chủ mà có nói cô, có chửi cô á, cô cũng có những cái lý luận chặt chẽ, dẫn chứng đanh thép để cô đối kháng lại. M-U-A-X-U-A-N. Mua xuân. Chơi Tết thiếu nhi mới về hả? Ủa? Trời ơi, bà đi chơi đâu mà hả? Tay á lẫn lộn vậy bà nội? Thu nghe. À, chuẩn bị tính Tết rồi đó, bà có trang hoàng gì cho nhà cửa chứ? Tôi thấy cái quán bà kiểu nó sập sệ mà nhìn vô không có không khí Tết đó. Không có cần. Thấy nhà cửa vậy cũng được rồi. Chỉ có gần Tết thì lau dọn lại rồi về, mua mấy cái chậu bông về để cho xơm nhà. Tôi nói bà nghe nè, đừng mua nữa. Tại vì mấy cái đồ Tết á, tôi mua cho ông bà chủ á, mà tôi không hiểu sao ông bà chủ chơi khăm tôi. Ông bà chủ chơi khăm bà? Chơi lật ván cờ. Là chơi cờ với bà lật ván? Không, trở mặt á. Trở mặt á. Là sao? Ý là ban đầu là kêu tôi đi mua xong cái... Cái gì? Xin lỗi, cái đoạn này là rất cảm động luôn. Đừng có làm phiền. Đi về đi mẹ, không có thời gian. Kêu tôi đi mua, tôi dành thời gian cả tuổi thanh xuân của tôi, tôi đi mua xong đi về nói là mấy này không phải liên quan gì đến Tết. Bà mua cái gì không liên quan tới Tết? Má, cái gì? Những giây phút này thật sự rất nhớ má tôi ở dưới quê. Nếu như mà ngay lúc này mà có má tôi bên cạnh là đỡ. Có má bà, má bà dạy bà lại. Bà nói chuyện nãy giờ nửa tiếng đồng hồ không biết bà nói gì cái gì luôn á. Bà mới hỏi gì? Tôi hỏi bà làm gì bà khóc. Thì tôi mua mấy cái này nè. Tôi mua cho ông bà chủ á. Tôi nói là Tết nào cũng là Tết mà, Tết nào cũng cần phải vui mà. Lồng đèn ông sao năm cánh tươi hồng, nó xanh rất xanh từ lùm cây qua bụi cỏ. Cái đó con cào cào. Ủa? Không phải cái lồng đèn. Ủa là bài khác hả? Là bài khác. À. Ở nhưng mà con mẹ điên này bà nói cái gì? Tết nào cũng như Tết nào vậy, tao phân biệt mỗi Tết ra làm chi? Để cho người dân có nhiều ngày nghỉ. Con mẹ điên, thứ bảy chủ nhật nghỉ được rồi. Thì cái chuyện đừng có vô tri như vậy. Giờ tôi hỏi bà nè, Trung Thu bà có vui không? Bình thường. Đáng ra bà phải vui á. Sao phải vui? Ngày lễ Tết. Tết Trung Thu, ta có gia đình, ta có con, có cháu, ta vui, có mình tôi là tôi chơi với bà, tôi đủ cọc rồi, vui cái gì mà vui. Ngày hôm nay tôi sẽ biết ước mơ của bà thành sự thật, bà sẽ vui. Để gì? Treo lên. Nhà bà không có chỗ nào treo được hết á. Treo làm cái gì? Bà đem về đi. Nè. Đó, đẹp chưa?
thấy sang cái quán chưa, thấy trang hoàng chưa? Mà để làm gì? Tôi đang rất buồn vì ông bà chủ trở mặt với tôi mà tôi thấy cái không gian này thật sự nó quá hạnh phúc rồi. Nó quá vui á bà. Để làm gì? Thôi đừng nói đến cái con này nữa. Nhắc cái con này muốn rớt nước mắt. Sao vậy? Giận tôi thì giận. Giận cá chém thớt, đánh nát đầu con Kitty. Con này con Kitty hả? Con Kitty bây giờ không còn nhìn ra nhân dạng của nó nữa. Trời ơi. Nói này chắc dục luôn đi chứ. Thiệt á, quá buồn rồi. Còn này nè. Này là cây cây thông, cũng là Tết luôn nhưng mà Tết Giáng sinh. Cây thông nào ngày Tết? Đừng có điên, cây nêu ngày Tết thôi, cây thông ngày Tết. Tôi bị người ta lừa. Ai lừa bà? Cái con shop đó, cái con bán hàng nó nói đây là cái cây mai. Con Nguyễn thì shop á hả? Nó nói cây mai, nhưng mà ngày mai mới mọc ra cái bông. Nó không dạy đó hay sao á? Trời, bà biết nó nói với tụi này là gì không? Cái gì? Nụ tầm xuân. Nụ bà nội tôi chứ nụ, tầm bậy tầm bạ hết trơn à. Nó còn nói á, cái bên vùng miền á, là kiểu trong miền Nam tao kêu là nụ tầm gai nè. Nụ... Giờ tầm gai má ơi. Không. Thì đó, mình không có hiểu, mình không có quá nhiều kiến thức, mình bị nó lừa. Bị lừa rồi thôi, giờ gặp nó đòi tiền đi. Thôi mà thấy để chỗ đây nhà bà hợp lắm kìa. Không hợp má ơi, nhìn cái nhà vô lý hùng không. Thôi coi như giờ bà mua thanh lý lại đi. Không không. Mua hỗ trợ. Không có nhu cầu. Bà mua cái này nhiêu tiền? Tôi mua cái này vậy chỉ khoảng 5 triệu thôi. Điên hả? Biết. Bà nghĩ sao vậy? Bà đem mấy cái này về bà chèn hộp bà đi. Bà đem qua đây cho tôi làm chi? Mang nợ. Gớt rột đó. Không có thương cảm đâu. Nè bà nội. Gì? Giờ bà đừng có nói nữa. Giờ bà không giúp tôi đúng không? Không. Vậy thì bây giờ tôi đem cái này, tôi ra ngoài xong tiền á. Xong tiền ở đâu má? Chứ cái sông kế bên là gì? Sông đó cái kênh thôi à. Vậy thì bây giờ tôi ra cái kênh kế bên nhà á, tôi gieo mình xuống đó. Thôi ô nhiễm môi trường. Lỡ người ta vớt xác bà không được rồi, cái xác bà phân hủy cá chết. Chết cái gì mà không ảnh hưởng ai á. Đi cứu đi. Má gì nữa mẹ? Thương gì má tôi đi. Rồi đi về gọi má đi. Bây giờ là chắc chắn bà không giúp tôi đúng không? Không. Tôi chết thì bà vừa lòng. Cho dù bà không giúp tôi, với cái tình nghĩa bà dành cho tôi suốt bao nhiêu lâu nay, tôi xin chúc cho bà. Chúc cái gì? Có một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe bên cạnh người thân và gia đình. Cảm ơn ạ. Tôi đi đây, đừng cản tôi. Chắc chắn không bao giờ cản. Trời. Cây mò chi cùng sớm sân si. Mới đó đây gần đến Tết, mùa xuân sang thật là nhiều hân hoan. Năm cũ như vừa đi qua ở xóm tôi sân si ít chang à. Cứ hỏi bao giờ lấy chồng rồi sân si, rồi còn đòi nhiều lời xì. Làm màu rồi lại thích nhức đầu, rồi lại thích cãi nhau, rồi lại quấn quýt nhau. Ở xóm tôi á, bà này bắt giữ bà kia bắt giữ bà nọ, rồi bà nọ giữ lại bà này. Ủa Tết đến rồi chuyện nhà thì không lo, tụ ba tụ bảy mê khẩu mê nghĩa. Năm mới đến chuyện cũ hay bỏ qua, mấy bà nghe tôi cuộc đời mới nở hoa. Nhìn vậy thôi xóm tôi rất đề quê, chửi nhau rồi quê nhìn nhau không.